Các bạn hãy nhấn đăng ký để theo dõi các video trên kênh của mình nhé. Xin chào các bạn. Trên kênh YouTube thì các bạn hỏi mình đến là làm thế nào để gán các cái pier cho cái vách để mà các bạn lấy nội lực ra để tính móng hoặc là tính cốt thép của vách trên bảng Excel. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video này để hướng dẫn các bạn cái cách để làm sao mà chúng ta có thể lấy được nội lực của cái vách ra để tính móng hoặc là tính vách giống như là các bạn tính cột nhé. Thì đầu tiên là các bạn sẽ phải xác định là trên cái mô hình chúng ta là chúng ta có một số các cái vách nó như này, gồm có bốn cái vách ở góc này và các cái vách ở thang máy. Bây giờ chúng ta có thể xem kỹ cái vách ở góc. Thì một cái vách ở góc như này chúng ta gọi là vách chữ L này, đấy đúng không? Thì cái vách chữ L này các bạn sẽ thấy là nó sẽ được cấu tạo từ hai cái tấm vách, một là tấm vách đứng này, và hai là tấm vách ngang. Thế thì nếu như chúng ta dùng để tính móng ấy, đúng không? Thì các bạn sẽ phải xuất nội lực của cả cái tấm vách đứng lẫn vách ngang, tức là xuất nguyên cả cái vách chữ L này. Còn khi mà các bạn tính vách, tức là tính cốt thép vách, thì chúng ta thường là có các cái phương pháp tính vách như là phương pháp vùng biên chịu moment này, đúng không? Hay là phương pháp phân bố ứng suất đàn hồi này, đúng không? Đấy, hoặc là các bạn dùng phương pháp biểu đồ tương tác chẳng hạn. Thì khi mà tính vách như đấy thì người ta sẽ tính riêng từng cái tấm vách phẳng này một. Đấy, ví dụ như phương pháp vùng biên chịu moment là chúng ta phải xuất nỗ lực của cái vách phẳng này ra để chúng ta tính, sau đấy cái vách phẳng bên này cũng xuất ra để tính. Đấy. Thế thì nếu mà các bạn xuất từng cái vách phẳng của cái etap thì nó sẽ có một cái nhược điểm, đó là cái vị trí này nó sẽ trùng nỗ lực với của nhau, nên thành ra là nỗ lực nó sẽ hơi khác đi một chút. Tuy nhiên là những cái sai số đấy thì chúng ta cũng sẽ chấp nhận được. Bây giờ chúng ta sẽ hướng dẫn trước các bạn cái cách làm sao để gán cái pier trong cái tấm vách để xuất nội lực cho để tính vách trước nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ lấy cái vách để làm mẫu. Thì nhớ là khi mà các bạn gán pier thì nghĩa là chúng ta đặt tên cho cái vách ấy. Thì chúng ta chỉ đặt là mỗi cái vách thì các bạn chỉ được đặt cho nó một tên thôi, và các vách mà khác nhau thì các bạn phải đặt tên cho nó khác nhau nha, các bạn nhớ nha. Nếu không mà chúng ta mà đặt trùng tên là đến lúc các bạn xuất ra nội lực là nó sai đấy. Ví dụ như là gì, nếu như cái vách chữ L bên này và vách chữ L bên này các bạn mà đặt cùng một pier đấy, thì lúc nó xuất nội lực là nó sẽ lấy tổng hợp nội lực của cả hai cái vách này chứ không phải riêng mình cái vách như này. Dạ, đấy các bạn lưu ý nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử. Đầu tiên là chúng ta cho về mặt bằng từng một đi. Đấy. Mình sẽ ẩn các cái hệ trục tọa độ địa phương đi trông cho nó đỡ rối mắt nha. Ok. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đặt tên pier cho cái vách này. Đấy thì mình sẽ đặt cái vách đứng này là pier 1, còn cái vách ngang này là pier 2. Thì chúng ta sẽ đặt như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn cái vách. Đấy, chúng ta quét chọn cái vách như này, được chưa? Đấy, các bạn nhớ là gì? Để tránh cái việc là chúng ta chọn cả cái vách ngang thì các bạn nên quét theo cái quy cách là quét từ trái sang phải. Và cái hình chữ nhật của chúng ta thì bao chọn lấy cái vách mà chúng ta đang cần đặt tên pier cho nó. Các cái vách ở các tầng khác nhau ấy, ví dụ tầng 1, tầng 2, tầng 3 thì các bạn có thể đặt tên pier giống nhau. Ví dụ như là cùng cái vách này ở tất cả các tầng mình đều đặt là pier 1 chẳng hạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thoát cái lệnh chọn này ra một tí nhá. Đây, rồi chúng ta sẽ clear đi. Thằng này cái thằng này cho nó rộng nha. Rồi chúng ta clear đi này. Bây giờ mình sẽ chọn ẩn cái dầm đi cho nó dễ. Đó, ẩn bớt các cái dầm này, ẩn cột này, ẩn floor này. Đấy. Ở sang bên này. Đây chúng ta ẩn lại này, to này, cột này, dầm này. Đấy, ẩn này nhìn cho nó rõ ràng nhá. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ lấy ví dụ cái vách này. Để đặt tên thì mình có thể chọn là tất cả các tầng. Đây là đang ở bên mặt bằng nhá. Thì mình sẽ chọn cái này, còn là one story nữa, mình chọn all story này. Đấy, chúng ta quét chọn này, từ trái sang phải này. Đấy, các bạn lưu ý là cái cách chọn nhá. Thì bên 3D các bạn thấy là nó chọn hết từ dưới lên trên. Đấy, sau đó chúng ta gán cái tên pier cho nó như sau. Rồi chúng ta vào website này. Đấy, trong phần cell này các bạn sẽ nhìn thấy có một cái phần là pier label. Được. Các bạn nhớ là cái pier là để gán cho các cái vách đứng nhé, vách chịu tải trục đứng. Còn đây chúng ta có một cái là spiral là để gán cho các cái vách mà phát triển theo phương ngang ấy, giống như là cái anh tung cửa.
Thì đây chúng ta sẽ gắn cái PR.exe đứng trước nhá. PR này. Đấy, mình sẽ đặt tên. Nhưng ở đây nó có sẵn là P1, P2, P3, P4 rồi, thì mình sẽ đặt cho nó một cái tên mới đi. À, được, là mình sẽ khai một cái tên mới. Cái batch này là batch trục 1 đúng không? Trục 1 giao với trục E này. Đấy, trục 1 giao với trục E. Và trục 1 là trục chính, trục E là trục phụ, nên mình sẽ đặt một cái batch coi như là P1E. Đấy, ví dụ đây. Nhìn vào cái tên batch thì chúng ta biết đây là cái peer này. À, cái trục chính của nó phát triển là trục 1 này. Và cái điểm mà để định vị nó là định vị theo trục E đúng không? Đấy. Rồi chúng ta add vào, nhấn vào add new name này. Ok. À, mình đặt tiếp một cái vách nữa là PE1. Đấy, thì chúng ta gắn cái vách ngang. Đấy, xong lại add này. Đấy, như vậy là chúng ta có hai cái tên ở đây. Rồi, chúng ta ok này. Bây giờ thì gắn peer này các bạn, chúng ta đã chọn rồi. Cái vách này là vách gì ạ? À, vách này là P1E đúng không? Chúng ta chọn về P1E này. Đấy, xong apply này. Ok. Sau đây bây giờ chúng ta chọn thêm cái vách ngang. À, ở cái vách ngang rồi là hôm trước mình đã gắn cho nó một cái P3 rồi đúng không? Bây giờ chúng ta gắn lại nha. Là quét chọn này. Nhớ là các bạn quét từ trái sang phải nha. Đây các bạn thấy pin này nó đã chọn tất cả này. Đấy, xong rồi mình lại vào cái cell này. Here label này. Và gắn cho nó cái là PM1. Đấy. Apply này. Ok. Đấy, các bạn thấy nó đặt một cái PM1 ở đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy thử các bạn xem nó như thế nào nha. À, chạy thử này. Chúng ta không cần chạy thôi, chúng ta gắn đây là nó xuất rồi, bây giờ chúng ta xuất kết quả ra rồi. Bây giờ chúng ta xuất thử nha. Thì để xuất thì đầu tiên là mình cho nó về một cái đơn vị lớn một tí đi. Mét này, kilonew đúng không? Chúng ta dễ nhìn. Đấy. Rồi, xong rồi bây giờ các bạn vào tiếp thì vào display này. Show table đúng không? Chúng ta xuất được vào show table. Chúng ta chọn vào cái phần kết quả analysis này, result này. Thì trong này nó có, sẽ có là gì? À, có cái world result. Đấy, các bạn kích vào đây. Đấy, kích vào tổng cộng nha. Đấy, thì các bạn thấy có phần peer force. Đấy, chúng ta kích vào đây. Được chưa? Được chưa nào? Ok, sau đây thì chúng ta làm gì? À, ok nè. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là chương trình đang xuất cái nội lực của các cái peer ra đây. Thì ở đây nó đang xuất tất cả các cái peer mà chúng ta có. Còn trường hợp mà các bạn chỉ muốn xuất các cái peer mà mình muốn ấy, ví dụ mình xuất lại nhé. À, chúng ta chỉ muốn xuất hai cái peer này thôi thì các bạn chọn hai cái peer này này. Đó, chúng ta chỉ chọn hai cái thằng này thôi nha. Đấy, chọn nó hết này. Được chưa? Xong vào display này, show table đúng không? Chúng ta vẫn chọn vào thằng này. Đấy, nhưng ở đây chúng ta sẽ cài đặt nó một chút là trong cái chữ table này, các bạn click chuột phải và chọn modify option này. Đấy, bây giờ chúng ta chỉ xuất cái gì thôi. À, trong này nó có là show select only, nó chỉ xuất cái chúng ta chọn này. À, load pattern không xuất thì chọn là 5 này. Load scale thì không thì chọn 5 này. Chúng ta chỉ xuất cái combo thôi. À, load combination chúng ta xuất từ combo 1 cho đến combo 9, 10, 11. Ok. À, group envelope ok. Đấy. Ok này, xong chúng ta ok tiếp thì xuất này. Đấy, thì bạn thấy là nó chỉ xuất cái batch chúng ta chọn này đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cho bản dữ liệu này ra Excel nha. Đầu tiên là kích chuột vào cái ô này cho nó bôi đen tắt này. Sau đó di chuyển chuột vào ô xanh xanh bên trong này. Kích chuột phải và chọn Export to Excel. Rồi, đây chúng ta có cái bảng dữ liệu Excel ở đây. Các bạn thấy là nó sẽ xuất cái peer này ra ở tất cả các tầng. Và các bạn nhớ là nội lực ở đây chỉ là nội lực của một tầng phẳng thôi nhé. Ví dụ theo cái quy cách chúng ta đặt tên ấy. Thì ở đây là tầng 1 này. Đấy, tầng 1 của tất cả các cái tổ hợp từ 1 cho đến 9 thì nó sẽ có là gì? À, story 1 này. Tên cái loại batch đấy là P1E. Vâng. À, cái trường hợp mà tổ hợp đa số là combo 1 thì nào. Vị trí là chúng ta có hai vị trí là top và bottom. Top là đỉnh và bottom là đáy ở trong phạm vi một tầng nhá. Vâng. À, đây nội lực chúng ta lấy thì sẽ có cái gì ạ? À, chúng ta sẽ có P là lực đọc này, V2 là lực cắt theo phương trục 2, V3 là lực cắt theo phương trục 3 đúng không? T là moment xoắn, M2 là moment uốn theo trục 2 và M3 là moment uốn theo trục 3. Đấy. Thì các cái giá trị về về cái V2, V3 hay M2, M3 này thì các bạn có thể xem như này. Ví dụ cái vách P1E là vách này. Đấy, P1E là vách này.
Thì các bạn xem ở trong đây P thì là âm thì nghĩa là nó đang bị nén này, đúng không? Ở đây V2 của các bạn là chúng ta thấy là nó có đảo chiều đúng không? V2 của bạn này đấy là 18 này, V3 này, cái giá trị nó rất bé thì thường là chúng ta sẽ không lấy trong tính toán, và các bạn hay lấy thì tính cái cốt thăng ngang cho vách đấy, thì cũng không quan tâm đến hướng của nó lắm. Cái V3 và cái T của men xoắn bé thì chúng ta cũng bỏ qua này. Ở đây có hai cái là M2 và M3, thì cái giá trị M3 của các bạn ở top là cái giá trị lớn này, thì khi mà các bạn lấy thì tính vách thì thường là chúng ta sẽ lấy cái nỗ lực nguy hiểm hơn. Thì ở đây có cái M3 là gì? M3 là moment uốn theo phương trục 3. Thì với cái tấm vách này này đấy, thì moment M3 là moment sẽ làm cho cái vách này uốn thẳng trong cái phạm vi cái trục một này, đúng không? Đấy, M3 nhá, uốn thẳng trong phạm vi trục một. Cái trục 1 và 2, 3 là theo hệ trục tọa độ địa phương của cái tấm vách nhé. Thì cái cách xem hệ trục tọa độ địa phương của tấm vách thì các bạn đã xem một cái bài trước thì mình đã hướng dẫn rồi. Ok, thì đây là cái cách để bạn xuất nội lực để tính vách, và khi mà tính cốt thép vách thì các bạn sẽ phải tính cho tất cả các vị trí, tính top này, tính bottom này, và tính cho tất cả các tầng và tất cả các tổ hợp. Nếu mà cái nào mà cho ra thép lớn nhất chúng ta chọn cái đấy. Đấy, còn thông thường theo kinh nghiệm chúng ta sẽ chọn ra một số các cái cặp nguy hiểm, ví dụ như cặp đã có P lớn nhất này, rồi cặp có M lớn nhất này, M đây thường là M3 nhé, và một cái cặp nào đấy mà có độ lệch tâm rất lớn, tức là E lớn nhất ấy, thì chúng ta sẽ dùng để tính, thì ba cái cặp đấy là thường là sẽ cho cái cốt thép lớn nhất cho cái vách. Ok, được chưa nào? Bây giờ tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn cái cách để gắn pier để các bạn lấy nội lực tính móng nhé. Thì tính móng chúng ta chỉ cần gắn pier từng một thôi. Chúng ta quay lại cái mô hình A-TAM này. Đây thì để cho thuận tiện thì mình vẫn lấy luôn cái vách này. Đấy, chúng ta clear cái chọn ban đầu này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đặt về cái chế độ chọn là one solid. Chúng ta chỉ chọn cái tầng dưới cùng. Thì đây là chúng ta đang để tầng 1 nha. Các bạn lưu ý là cho nó về tầng dưới cùng, không phải tầng bay nhá. Tầng bay các bạn không chọn được vách, các bạn để solid 1 này. Rồi, bây giờ mình muốn xuất nội lực của cả cái vách này để tính móng. Vì hai cái vách này nằm trên chung một móng thì đương nhiên chúng ta sẽ chọn cả hai. Bây giờ thì chúng ta quen chọn cả hai. Đấy, không chọn riêng nhá. Khi tính tấm vách thì các bạn chọn riêng, nhưng khi móng thì chọn cả. Sau đó chúng ta gán kia ở cho nó như sau. Các bạn vào size này. Sao này. Peer level này. Mình sẽ đặt cho nó một cái tên khác nhá. Ví dụ cái vách này là vách trục 1E, mình sẽ đặt cho nó một cái tên đấy là P1E. Bây giờ chúng ta không có cái dấu gạch để phân biệt nữa, đặt luôn là P1E. Đúng không? Các bạn có thể đặt một cái tên khác để cho nó tránh bị nhầm lẫn cũng được. Ví dụ như là PME gạch ngang M là gì ạ? Để tính móng, ví dụ thế, đúng không? Sau này add new này. Ok. Sau này chúng ta ok tiếp. Rồi, bây giờ mình đang gán cho cái này thì mình chọn vào cái P1M này. Sau này apply này. Ok. Đấy, giờ các bạn sẽ thấy là chương trình sẽ tự động tính ra cái nội lực tổng hợp của cái bay này. Chúng ta xuất kết quả ra xem nha. Đó display này. Show table này. Đấy, chúng ta vẫn chọn như lúc này. Cái phần modify option này chúng ta vẫn giữ nguyên nha. Các cái thông số ok này. Đấy, ok. Đấy, đợi một chút để chương trình xuất cái kết quả này ra. Đây, nó đã xuất cái kết quả ra cho chúng ta rồi. Đó. Rồi, chúng ta kích chọn vào cái vùng này này để chọn tắt này, xong rồi kích chọn vào đây export to Excel này, export to Excel này. Rồi, chúng ta xem kết quả nha. Đây, kết quả của bạn đây. Cái vách của chúng ta là lúc nãy chúng ta chưa chọn cái select nên nó đang phát tắt. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái vách mà chúng ta vừa đặt tên này. Vách của chúng ta là đây, đúng không? Cái vách của bạn là cái này đấy, P1M đây. Thì đây chính là nội lực để các bạn lấy tính móng. Đó, đây chính là nội lực để lấy tính móng. Thì các bạn có thể thấy là đây chúng ta lọc cho nó các bạn dễ nhìn nhé. Mình sẽ filter một cái để cho các bạn dễ nhìn này. Chúng ta chỉ lọc cái vách của chúng ta thôi. Đây, P1N. Đấy. Thì đây P vẫn là lực lọc, V2, V3 là lực cắt theo trục 2 và trục 3, là hai cái hệ trục tọa độ địa phương của cái vách, đúng không? Còn T là moment xoắn, M2 là moment uốn quanh trục 2, đó là làm cho cái vách của các bạn uốn
ngoài mặt phẳng con M3 là mô men quấn quanh trục 3. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ xem các bạn thử so sánh thử là các bạn sinh viên này, ví dụ cái nội lực của tâm vách phẳng này nó là như thế này. Nó bé nhiều so với lại nội lực của cái tâm vách chữ L. Đấy, chữ L thì nó gần như là gấp đôi. Và cả moment M2 và M3 của vách chữ L thì đều gì ạ? À, đều rất là lớn đúng không ạ? À, khi mà lấy nội lực để tính móng thì các bạn lưu ý đến cái hướng của moment M2 và M3 đối với cái vách này nhé. Cũng là các bạn sẽ dễ dàng nhận ra là khi chúng ta xuất cái vách P1E này. Đấy, cái P1E này thì các bạn sẽ thấy là cái M3 đây đúng không? Thì sang bên này này, các bạn sẽ thấy cái giá trị M3 nó xem bằng cái thằng này. Đấy. Thì cái trục 3 của bạn đấy là ở đây là sẽ là cái có cái trục mà trùng với trục X đúng không? Còn trục 2 thì đang trùng với trục Y trong hệ trục tọa độ của lớp bộ. À, khi mà tính móng thì các bạn nhớ là lấy nội lực ở bottom nhé, chứ không phải lấy ở top nhé. Top là nội lực ở trên đỉnh, còn chúng ta tính móng chúng ta phải lấy nội lực ở gì à, ở cái bottom. Đấy, và các bạn cũng tương tự là chúng ta sẽ tính cho tất cả các tổ hợp nhưng mà chỉ lấy ở vị trí bottom thôi. Và bạn cũng có thể lọc ra ba cái cặp nội lực gồm gì ạ? À, P max này, M max và một cái cặp của E max để tính móng. Thì đấy là ba cái cặp sẽ lớn nhất. Rồi thì chúc các bạn sẽ sớm học được và lấy được nội lực chính xác để tính cho các cái cấu kiện móng và vách của mình. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo.